Xin chào các bạn. Các bạn có biết năm 2023 sản phẩm nào bán chạy nhất nhà Denature không ạ? Nhật Linh xin bật mí cho các bạn. Đó chính là kem đánh răng dược liệu khỏe tự nhiên. Đây cũng chính là sản phẩm tiên phong trên thị trường, sử dụng bột cúc áo và vỏ trứng gà, kết hợp tinh hoa của y học cổ truyền Việt Nam để tạo ra sản phẩm kem đánh răng dược liệu khỏe tự nhiên. Với công nghệ bào chế đột phá, kết hợp tinh hoa từ ngàn xưa, kem đánh răng Denature chứa các loại dược liệu quý như bột vỏ trứng, bột cúc áo, đinh hương, bạc hà, mang đến hiệu quả chăm sóc răng miệng vượt trội, vỏ trứng bổ sung flor, canxi, giúp răng chắc khỏe và loại bỏ các mảng ố trên răng hiệu quả. Đây cũng là bột hữu cơ tốt nhất cho răng và cũng cực kỳ an toàn với các bạn nhỏ. Cây cúc áo, bạc hà giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, tăng sức khỏe cho lợn và nướu, đồng thời giúp cho hơi thở sảng khoái, thơm mát, khử mùi hôi miệng trong thời gian dài. Với thành phần 100% từ tự nhiên, không có chất hóa học gây hại cho con người, lại thân thiện với môi trường, sản phẩm dùng được cho cả gia đình, từ người già, trẻ nhỏ cho đến phụ nữ đang mang thai. Sử dụng kem đánh răng trong một tuần, bạn sẽ thấy răng miệng chắc khỏe hơn, đa nỗi lo về triệu chứng chảy máu trên răng, ê buốt và nhợt miệng. Denature luôn mong muốn có thể đáp ứng được nhu cầu về bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Hiện kem đánh răng dược liệu khỏe tự nhiên đã có mặt tại hệ thống showroom ba miền Bắc, Trung, Nam của Denature trên toàn quốc. Các bạn cũng có thể đặt mua online trên trang web, fanpage hoặc các sàn thương mại điện tử của Denature. Denature sống không hóa chất, sống khỏe nhất.